quan đến vụ án cháy nhà khiến ba con tử vong, mẹ bỏng nặng. Sáng ngày 29 tháng 7, một cán bộ Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Kỳ Anh chia sẻ một số thông tin hé lộ nguyên nhân dẫn tới bi kịch này. Sáng nay, một đoàn công tác của huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh đã có mặt tại đám tang của ba cháu nhỏ xấu số, được chính quyền tổ chức ở nhà ông bà nội của ba cháu tại xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh. Trở về từ đám tang, một cán bộ tại Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Kỳ Anh chia sẻ, nguyên nhân dẫn tới bi kịch xuất phát từ mâu thuẫn gia đình, trong đó có chuyện người vợ ở nhà mâu thuẫn với chồng đang đi lao động bằng nghề đi biển ở nước ngoài về chuyện tiền nong. Bước đầu xác định đây là một vụ tự phóng hỏa. Người vợ đã chuẩn bị cho bi kịch này từ mấy ngày trước khi chủ động đưa ba đứa con đi chơi, lên trang Facebook cá nhân thay đổi hình đại diện, bốn mẹ con và ảnh bìa là màu tang đen kèm với dòng trạng thái. Bốn mẹ con tôi là một màu hồng, PS nhưng có thể thành màu đen tối. Vị cán bộ này thông tin thêm, người mẹ đã âm thầm chuẩn bị tất cả mọi việc cho đến khi người dân hốt hoảng phát hiện căn nhà bị thiêu cháy, bên trong có bốn mẹ con. Cũng theo vị này, sáng ngày 29 tháng 7, đám tang của ba cháu nhỏ xấu số đã được chính quyền tổ chức ở nhà ông bà nội của ba cháu tại xã Kỳ Thư. Rất đông người dân đến thăm viếng bày tỏ sự đau buồn, thương xót cho số phận của ba đứa trẻ đã quá đỗi bất hạnh. Liên quan đến người mẹ, hiện nạn nhân được chuyển ra Viện Bỏng Quốc gia vẫn đang trong tình trạng hết sức nguy kịch. Như dân trí đã thông tin, vào khoảng 13 giờ 30 ngày 28 tháng 7, người dân phát hiện ngọn lửa phát ra từ nhà chị LTH, sinh năm 1993, trú tại xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Mọi người chạy đến thì ngửi thấy mùi xăng nồng nặc phát ra từ đám cháy, bên trong ngôi nhà ngùn ngụt lửa, có chị Hát và ba đứa con nhỏ. Người dân đã vội dùng mọi vật dụng để dập lửa, cứu bốn mẹ con chị Hát ra ngoài. Do vết bỏng quá nặng, cho nên cháu vợ LMA đã tử vong tại hiện trường. Hai cháu bé còn lại tử vong sau đó, còn chị Hát thì bị bỏng nặng. Ngay trong chiều hôm qua, thì cơ quan điều tra công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với các cơ quan chức trách tiến hành khám nghiệm hiện trường, khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn tới bi kịch này. Theo người dân địa phương, chồng chị Hát hiện đang làm việc ở nước ngoài. Thời gian gần đây, chị này có than vãn về chuyện gia đình trên trang mạng xã hội Facebook. Sau sự việc xảy ra, thì nhiều người đồn đoán chị Hát đã mua xăng về để tự sát cùng với các con. Hiện thì công an huyện Kỳ Anh đang tiến hành khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân của vụ cháy nổ trên. Trên đây là cập nhật của chúng tôi liên quan đến thông tin vụ cháy nhà ba con thơ tử vong, hé lộ nguyên nhân dẫn tới bi kịch. Đến đây thì video của chúng mình cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật thêm nhiều video mới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.